A về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay A về danh. Hello everyone, welcome back. Xin chào tất cả các em, chào mừng các em đã quay trở lại với khóa học của Vietjet. Ở video lần này thì cô sẽ cùng chúng ta tiếp tục với phần skill 2, phần kỹ năng số 2 của đánh lớp 6. Bài số 5 với chủ đề là kỳ quan thiên nhiên của Việt Nam, Natural Wonders of Vietnam. Và kỹ năng số 2 sẽ bao gồm kỹ năng nghe và kỹ năng viết, listening and writing, với yêu cầu của bài số 1 như sau. Work in groups, discuss the questions, làm việc theo các nhóm và trả lời những câu hỏi dưới đây. Chúng ta có một câu hỏi thôi đúng không? What do you know about Phú Quốc Island? Là em biết gì về đảo Phú Quốc? Vậy để trả lời câu hỏi này thì chúng ta sẽ phải có kiến thức nền về đảo Phú Quốc đúng không? Ví dụ như là chúng ta sẽ có thể biết là Phú Quốc, đảo Phú Quốc thì ở đâu này? Và đảo Phú Quốc thì có những cái gì? Vậy ở trong bài số 1 này thì cô sẽ giới thiệu giúp chúng mình nhé. Thứ nhất là đảo Phú Quốc thì là ở tỉnh Kiên Giang. Và chúng ta có thể trả lời như sau. Phú Quốc is located in Phú Quốc Island. Is located in Kiên Giang province. Ở tỉnh Kiên Giang. Và bên cạnh đó thì nó còn là nằm ở vịnh Thái Lan nữa, nghĩa là ở cái khu đấy ấy, thì nó sẽ được nó sẽ nằm trong cái vịnh Thái Lan, và nó thì nằm khá sát với Campuchia. Ở Phú Quốc thì chúng ta có những cái gì? Phú Quốc thì có bãi biển rất là đẹp này, và nó còn có những cái di tích lịch sử nữa, nó có di tích lịch sử. Và bên cạnh đó thì chúng ta có thể là đi ngắm cảnh, cảnh của nó cũng rất là đẹp, với những cái trang thiết bị rất là hiện đại. Thì đó cũng sẽ là những cái mà chúng ta có ở đảo Phú Quốc. Và ở đảo Phú Quốc thì chúng ta có thể là đi thám hiểm này, cắm trại, họ chụp ảnh hoặc là ngắm chim. Và bên cạnh đó thì cũng có những cái làng chài, làng đánh bắt cá ấy, cũng như là cái khu đồn điền trồng pepper, là trồng ớt đúng không? Đó thì ở đó thì Phú Quốc có những cái đó. Và bên cạnh đó thì chúng ta có thể đến Phú Quốc, ví dụ như là ở gần thì sẽ là đi ô tô, còn ở xa thì sẽ là đi máy bay, cái đấy thì sẽ là tùy thôi. Và Phú Quốc thì sẽ bao gồm it has những bãi biển rất là đẹp này, stunning beaches, những bãi biển rất là đẹp, và a historical site, những cái di tích của lịch, những cái khu lịch sử đúng không? Những cái khu resort rất là hiện đại này, đất đỏ, high-end beach resort. Với những trang thiết bị rất là hiện đại, modern facility. Những làng đánh bắt cá đúng không? Fishing villages. And visitor can enjoy, và khách du lịch thì có thể là có rất là nhiều những cái cơ hội để ngắm cảnh đúng không? Enjoy plenty of sightseeing opportunity, nghĩa là cảnh ở đây rất là đẹp, sightseeing opportunity. Thì đó sẽ là những cái mà chúng ta Phú Quốc có. Thì đó sẽ là một vài những cái thông tin cơ bản chúng ta biết được về đảo Phú Quốc thôi đúng không? Thì cái câu số 1 này cũng không có đáp án đúng hay đáp án sai, chỉ là bạn nào biết cái gì thì chúng ta sẽ chia sẻ cái đó thôi. Thì đó là về mục đích của bài số 1. Vậy ở bài số 1 vẫn còn một cái nhiệm vụ nho nhỏ nữa ở dưới, đó chính là sau khi chúng ta thảo luận xong thì chúng ta sẽ nghe bài nói và kiểm tra xem là câu những cái mà chúng ta vừa thảo luận ở trên có đúng hay không. Listen to the talk and check your answers. Và chúng ta sẽ cùng nghe nhé với file nghe số 36 liên quan tới đảo Phú Quốc. Chúng ta sẽ cùng nghe và cùng xem nhé. Unit 5.
Natural Wonders of Vietnam. Page 55. Skills 2. Listening. Activity 1. Work in groups. Discuss the question. What do you know about Phu Quoc Island? Listen to the talk and check your answers. Phu Quoc is a very beautiful island in Vietnam. It is in Kien Giang. It has beautiful beaches and green forests. It also has resorts, hotels, and bars. The people here are friendly. Phu Quoc has an international airport, and traveling there is easy. Tourists can visit fishing villages, national parks, pagodas, and temples. They also like to eat the seafood here. It is delicious. Sailing and fishing are popular water sports. You can buy interesting things at the markets on the island. Và những cái thông tin mà chúng ta vừa đề cập tới thì nó cũng đúng đúng không? Nhưng mà nó chưa đủ. Nghĩa là ở Phú Quốc thì còn có là vườn quốc gia nữa, National Park này. Bên cạnh đó thì cô cũng nghe được là chúng ta cũng quên mất nhắc tới hải sản đúng không? Seafood. Và Phú Quốc cũng có là sân bay quốc tế nên là có thể du lịch đến đấy một cách dễ dàng. Và đây sẽ không phải là Green Hotels mà là Green Forest, rừng đúng không? Và có những cái môn thể thao dưới nước như là sailing, sailing cũng như là fishing đúng không? Fishing thì sẽ là câu cá thôi này. Và sailing thì sẽ là du thuyền, đua thuyền. Đó sẽ là một vài những cái thông tin thêm. Và nó, bên cạnh đó thì bạn ấy cũng nhắc tới là ở tỉnh Kiên Giang thì chúng ta đã đúng cái thông tin này rồi đúng không? Và riêng cái việc là ngắm cảnh thì chắc chắn là đúng rồi. Có những cái khu resort này, có những khu hotel, những khu khách sạn. Và đó là một vài những cái thông tin chúng ta nghe qua và chúng ta đã take note lại được. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chuyển sang bài số 2 nhé. Để rõ hơn với bài nghe. Với yêu cầu của bài số 2 như sau. Listen again and tick truth or false. Là hãy nghe lại một lần nữa và tick vào cái cột đúng hoặc là sai. Chúng ta có câu số 1. Phú Quốc is a very beautiful island in Vietnam. Phú Quốc thì là một hòn đảo rất là đẹp tại Việt Nam. Thì chắc chắn câu này là đúng rồi đúng không? Nhưng mà chúng ta vẫn cứ sẽ nghe xem nào. Với câu số 2 này. There are no green forests in Phú Quốc. Là không có một cái khu rừng xanh nào ở Phú Quốc. Thì là đúng hay là sai? Tiếp theo câu số 3. Tourists can visit fishing villages and national parks there. Và khách du lịch thì có thể đến thăm khu làng chài cá cũng như là vườn quốc gia tại đây. Câu số 4. You cannot play water sports in Phú Quốc. Là bạn không thể chơi những cái môn thể thao dưới nước ở Phú Quốc. Và câu số 5. People sell interesting things at the markets. Là mọi người thì bán những cái đồ rất là thú vị ở chợ. Và chúng ta sẽ cùng nghe và cùng check xem là những thông tin này là đúng hay là sai nhé. Ở bài nghe số 37. Và ở lần nghe đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng tự nghe và tự làm bài. Lần nghe thứ hai thì cô sẽ cùng nghe và cùng check giúp chúng mình nhé. Unit 5. Natural Wonders of Vietnam. Page 55. Skills 2. Listening. Activity 2. Listen again and tick T, true, or F, false. Phu Quoc is a very beautiful island in Vietnam. It is in Kien Giang. It has beautiful beaches and green forests. It also has resorts, hotels, and bars. The people here are friendly. Phu Quoc has an international airport, and traveling there is easy. Tourists can visit fishing villages, national parks, pagodas and temples. They also like to eat the seafood here. It is delicious. Sailing and fishing are popular water sports. You can buy interesting things at the markets on the island. Và đó là lần nghe đầu tiên và cô tin chắc rằng là chúng ta cũng đã có câu trả lời cho bài số 2 rồi đúng không? Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe và cùng check lại nhé. Unit 5. Natural Wonders of Vietnam. Page 55. Skills 2. Listening.
Activity 2. Listen again and tick T, true, or F, false. Phu Quoc is a very beautiful island in Vietnam. Và câu đầu tiên thì sẽ chính là đáp án cho câu số 1 đúng không? Phú Quốc is a very beautiful island in Vietnam. Phú Quốc là một hòn đảo rất là đẹp tại Việt Nam. Và câu số 1 sẽ là đáp án đúng. Và để tiện hơn cho chúng ta với bài này thì cô sẽ cùng nốt lại những cái thông tin mà chúng ta nghe được nhé. Và cô sẽ viết tắt cái từ Phú Quốc như thế này. Phú Quốc is a very beautiful island in Vietnam. Phú Quốc thì là một hòn đảo rất là đẹp tại Việt Nam. Bởi vì bài nghe này cũng có thể lấy để làm dữ liệu, để làm tư liệu cho phần viết nữa. Island in Vietnam. Và tiếp theo. It is in Kiên Giang. It is in Kiên Giang. Và nó thì ở tỉnh Kiên Giang. It is in Kiên Giang. It is in Kiên Giang. It is in Kiên Giang. Và tiếp theo. It has beautiful beaches and green forests. Và ở đây thì nó có những bãi biển rất là đẹp cũng như là những khu rừng xanh. Vậy câu số 2 sẽ là đáp án sai đúng không? Nó có chứ không phải là không. It has beautiful beaches. Có những bãi biển rất là đẹp. It has beautiful beaches and green forest. Và những khu rừng xanh. And green forests. Tiếp theo. It also has resorts, hotels and bars. Và ở đây thì cũng có những cái gì nữa, những khu nghỉ dưỡng, khách sạn và quán bar đúng không? It also has resort, hotels, khách sạn và quán bar and bars. The people here are friendly. Và người dân ở đây thì như thế nào? Người dân rất là thân thiện. The people here are friendly. The people here are friendly. Are friendly. Người dân ở đây thì thân thiện. Phu Quoc has an international airport and traveling there is easy. Phú Quốc thì có một sân bay quốc tế nên việc du lịch tới đây rất là dễ dàng. Phú Quốc has an international airport and traveling there is easy. Phú Quốc has an international airport. Phú Quốc has an international airport. Có một sân bay quốc tế. International airport. And traveling there is easy. Và việc du lịch tới đây thì rất là dễ dàng. Traveling there is easy. Traveling there is easy. Tiếp theo. Tourists can visit fishing villages, national parks, pagodas and temples. Và bạn ấy liệt kê ra là khách du lịch thì có thể đến thăm làng đánh bắt cá này và vườn quốc gia cũng như là chùa và các đền đúng không? Nên câu số 3 thì cô là đáp án đúng. Nó chỉ hơi thiếu thôi, vẫn chưa được liệt kê hết. Nhưng mà câu này nó không hề sai. Và cô sẽ nốt lại. Tourists can visit là các khách du lịch thì có thể đến thăm. Can visit a fishing villages, có thể đến thăm các làng đánh bắt cá. Fishing villages and national parks. Vườn quốc gia, national parks, pagoda, chùa và đền, pagodas, and temples. Thì đây sẽ là những nơi mà khách du lịch có thể tới. Tiếp theo. They also like to eat the seafood here. Và khách du lịch thì cũng thích ăn đồ hải sản ở đây nữa. They also like to eat the seafood here. They also like to eat the seafood here. Cũng thích ăn hải sản ở đây. The seafood here. It is delicious. Hải sản thì rất là ngon đúng không? It is delicious. Sailing and fishing are popular water sports.
sailing and fishing are popular water sports. Và du thuyền, đúng không? Đua thuyền cũng như là đánh bắt cá và câu cá thì là những môn thể thao phổ biến ở đây. Sailing and fishing are popular water sports. Are popular water sports. Vậy ở đây thì nó sẽ chính là đáp án cho câu số 4. Câu số 4 sẽ là sai đúng không? Không thể chơi những cái môn thể thao dưới nước ở Phú Quốc là sai. Nó có những môn thể thao dưới nước mà. Và cuối cùng, câu cuối cùng. You can buy interesting things at the markets on the island. Là bạn thì có thể mua những cái thú vị ở chợ trên đảo đúng không? You can buy interesting things. Interesting things at the market, tại chợ. Thì đó là về bài nghe. Và câu này thì là câu cuối cùng cho bài số 2 đúng không? Bài số 2 thì sẽ là đáp án đúng. Chúng ta có thể mua, nghĩa là mọi người thì bán đồ ở đó, đúng không nhỉ? Và đó là về đáp án của bài số 2 cũng như là nội dung bài nghe ở đây nhá. Chúng ta có thể check nó lại giúp cô. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chuyển sang bài số 3 thuộc phần viết. Và phần viết thì chúng ta có thể lấy cái phần nghe này làm tư liệu. Với yêu cầu của bài số 3 như sau. We have filled blank in the network with the information about travel attractions you know. Thì đó sẽ là cách chúng ta đọc chậm. Và đây thì sẽ là hãy điền vào mỗi chỗ trống ở trong cái khung, trong những cái bảng này đúng không? Cũng không hẳn là bảng mà là một cái là cái sơ đồ này với những cái thông tin mà bạn biết về một cái địa điểm du lịch mà chúng ta biết. Thì đầu tiên thì sẽ có là tên của cái địa điểm đó là gì, thứ hai thì sẽ là địa điểm đó ở đâu, cái địa điểm du lịch đó ở đâu này, và chúng ta có thể đi bằng cái gì tới đó và có thể làm gì ở đó, cũng như là chỗ đó thì có gì đặc biệt. Name of these attractions. Where is this? How can you go there? What is special about it? And what can you do there? Vậy ở đây thì chúng ta sẽ chọn một cái địa điểm làm bài này đúng không? Chúng ta có thể chọn Vịnh Hạ Long như phần đọc này, hoặc là Mũi Né. Nhưng mà để chúng ta lạ hơn một chút thì chúng ta có thể chọn một cái, và cô có thể gợi ý giúp chúng mình, đó chính là chọn về khu danh lam thắng cảnh, quần thể danh thắng Tràng An ở Ninh Bình. Nó sẽ chính là, hình như nó chính là cái bức tranh ở đây này, bức tranh nhỏ nhỏ ở chỗ này này. Đó, khu quần thể danh thắng Tràng An. Và cô sẽ chọn cái đó nhá, để gợi ý giúp cho mình ở phần nghe, phần viết. Và ở đây, vậy với ý tưởng thì số 1 thì cô thể có thể điền là tên tiếng Anh của nó, cái khu này thì sẽ là Tràng An Scenic Landscape Complex. Tràng An Scenic Landscape Complex là khu quần thể danh thắng Tràng An. Tràng An Scenic Landscape Complex thì là tên của cái địa điểm đó. Vậy thứ hai nó ở đâu? Nó ở tỉnh Ninh Bình. Ninh Bình Province. Và chúng ta có thể đến đó bằng cách gì? Thì có, ví dụ nếu chúng ta ở miền Bắc đúng không, thì có thể đi bằng xe ô tô, car. Nhưng mà thường là đi ô tô thôi, bởi vì là ví dụ chúng ta ở trong miền Nam muốn đi tới đây thì chúng ta phải đi là đầu tiên để có thể ra được miền Bắc thì chúng ta phải đi máy bay đúng không? Và sau đó thì muốn đi Tràng An thì phải đi bằng, vẫn là phải đi từ sân bay tới Ninh Bình bằng ô tô, airplane rồi đến car đúng không? Và về cái số 3 là về cả số 4 là có gì đặc trưng ở đây, có gì đặc biệt ở đây, thì ở đây cảnh rất là đẹp đúng không? Hoặc là nó nổi tiếng vì những cái giá trị văn hóa này, vẻ đẹp tự nhiên, giá trị địa chất, cũng như là những cái bảo tồn về di sản, thì nó sẽ có những cái đặc điểm như thế. Vậy ở đây đầu tiên thì sẽ là về những cái giá trị về văn hóa, cultural value.
Bởi vì chúng ta biết là Ninh Bình thì có Hoa Lư là cố đô cultural value này. Bên cạnh đó thì sẽ có những vẻ đẹp tự nhiên, natural beauty, geological value, giá trị về địa chất, đá ấy. Đó, nó cũng là địa chất, nó giống ở Hạ Long, giống ở Quảng Ninh. And preservation of heritage, bảo tồn về các di sản, thì ví dụ như là có Hoa Lư đó. Và chúng ta thì có thể làm gì ở đây này, thì chúng ta có thể làm gì, thứ nhất là có thể đến thăm, đúng không, đến thăm những cái khu du lịch sinh thái Tràng An này, thắng cảnh Tam Cốc Bích Động và cố đô Hoa Lư, thì sẽ là visit Tràng An Ecotourist Site, thì là khu du lịch sinh thái Tràng An Ecotourist Site, khu du lịch sinh thái Tràng An, và đến thăm khu Tam Cốc Bích Động là landscape, khu danh thắng, khu thắng cảnh Tràng An, thắng cảnh Tam Cốc Bích Động, và cuối cùng là ở cố đô Hoa Lư. Thì đấy sẽ là những cái mà chúng ta có thể đến thăm. Hoa Lư Asian Citadel. Bên cạnh đó thì chúng ta có thể đến là đến thăm những cái này, và trong những cái này thì nó sẽ có những cái khác nữa, đúng không? Ví dụ như là chúng ta có thể là đi thuyền đó, chụp ảnh, đúng không? Take a photo. Eat và ăn đặc sản, chúng ta có một từ đặc sản, đó chính là specialty hoặc là special food, local specialty. Sorry, speciality thì mới đúng, speciality. Eat local speciality. Ăn những cái đặc sản. Ăn đặc sản này cũng như là chèo thuyền nữa, đúng không? Hoặc là chúng ta có là sẽ là đi cúng á, bởi vì là có rất là nhiều chùa này, nhiều đền. Ok, thì đó sẽ là một vài những cái hoạt động chúng ta có thể làm ở khu du lịch sang khu thắng cảnh Tràng An, đúng không? Và đó thì là một vài những cái gợi ý của cô. Vậy thì thông qua những cái ý tưởng này thì chúng ta có thể viết một bài về khu du lịch, đúng không? Về cái quần thể ở danh thắng Tràng An này. Vậy cô sẽ viết như sau, bởi vì là yêu cầu viết thì sẽ là yêu cầu của bài số 4. Chúng ta sẽ đọc về yêu cầu của bài số 4 nhé. Yêu cầu của bài số 4, sau khi chúng ta liệt kê ra những cái ý tưởng ở bài số 3 thì sẽ là sử dụng những cái ý tưởng ở bài số 3 để viết một đoạn văn khoảng 50 từ về cái khu này, đúng không? Về cái khu mà chúng ta định viết. Và ở đây thì chúng ta sẽ có mở đầu như sau. I am writing about là tôi, tớ đang viết về cái gì, và cái địa điểm đó thì ở đâu, chúng ta thì có thể đi đến đấy bằng cách gì, và có gì đặc biệt ở đó, và có thể làm gì, đúng không? Thì sẽ là những cái thông tin chúng ta cần thêm, cần bao quát ở trong bài số 4. Vậy cô sẽ viết như sau nhé. Viết giống ở bài số 4 thì sẽ là I am writing about, đang viết về cái gì, và lấy những cái thông tin ở bài số 3 để viết. I am writing about Tràng An Scenic Landscape Complex, là khu quần thể danh thắng Tràng An. Tràng An Scenic Landscape Complex.
It is in Ninh Bình. Ninh Bình thì là ở phía bắc Việt Nam đúng không? In the south of Vietnam. In the north of Vietnam. In the north of Vietnam. Và bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có thể viết về tiếp theo thì sẽ là về những cái cách chúng ta có thể đi đến đó đúng không? People usually travel here by car, thường đi tới đây bằng xe ô tô. Đi tới đó, there by car and or motorbike, hoặc là đi xe máy. Và ở đây thì có những cái đặc điểm như là nó thì có những cái gì đúng không? Và thứ nhất là nó sẽ nổi tiếng về cái gì và nó được công nhận là di sản ở thế giới đã. It is recognized. Nó được công nhận di sản thế giới, recognized as a world heritage site. World heritage site. Và nổi tiếng vì is famous for its cultural values, những cái giá trị văn hóa đúng không? Vẻ đẹp tự nhiên, natural beauty, thì sẽ là những cái chúng ta vừa nốt lại ở bài số 3. Natural beauty, geological value, giá trị về mặt địa chất. Và cũng như là có thể bảo tồn những cái di sản đúng không? Preservation of heritage, là nơi mà lưu giữ, nơi mà bảo tồn những cái di tích. Và nó thì sẽ có 3 cái địa điểm chính ở đây đúng không? Thì chúng ta sẽ có là Weekend. Sau khi mà nói về những cái đặc trưng của nó thì chúng ta sẽ nói rằng chúng ta có thể làm gì ở đây. Thì sẽ là we can visit những cái nơi chúng ta vừa liệt kê đúng không? Là Tràng An Ecotourist Site, khu du lịch sinh thái Tràng An, danh thắng Tam Cốc Bích Động. Tam Cốc Bích Động Landscape và cố đô Hoa Lư, and Hoa Lư Asian Citadel. Và ở những nơi đó thì tôi có thể là ngắm cảnh đúng không? We can take a lot of photos, có thể chụp rất là nhiều ảnh này, and go sightseeing there, có thể là đi ngắm cảnh ở đó nữa. Và bên cạnh đó thì cũng có thể tìm hiểu về những cái giá trị văn hóa lịch sử đúng không? Besides, We can learn about our culture, văn hóa của chúng ta, nghĩa là văn hóa của người Việt á, and histories. Cũng như là có thể là tham quan những cái khu di tích đúng không? Thì đây là tham quan chúng ta vừa nói rồi này. Và bên cạnh đó thì sẽ có thể là tham gia là chơi ở đó này, hoặc là đi chèo thuyền đúng không? Go kayak. A locals
những cái đặc sản đúng không nhỉ? Specialities, local specialities are very diverse. Thì rất là đa dạng. Đa dạng cũng như là rất là ngon nữa. And delicious. Và như là nó có cơm cháy đúng không? Như là cơm cháy này, suggest cơm cháy. Goat meat, thịt dê thì sẽ là những cái đặc sản ở đó. Và chúng ta cũng có thể mua rất là nhiều những cái đồ lưu niệm đúng không? Và chúng ta sẽ có thể mua những đồ lưu niệm ở những cái khu du lịch đó. We can also buy local souvenir here. Và nếu có thời gian, if you have time, và nếu các bạn có thời gian, if you have times, if you have time, try to, hoặc là hãy đến đó một lần đúng không? If you have times, go there. You hãy đến đó. You won't. Và bạn sẽ không hối hận đâu đúng không? You won't regret. Thì đó cũng sẽ là cái cách chúng ta viết ở bài số 4 nhá. Về khu quần thể danh thắng Tràng An cũng hơi dài đúng không? Đó, thì cô đã bao gồm là tên cái khu đó là gì này, nó ở đâu này, có thể đến đó bằng cách nào, và nó sẽ có những cái gì đặc biệt ở đó, và chúng ta có thể làm gì ở đó. Thì đó sẽ là những cái thông tin cần được bao quát, cần được bao gồm ở bài số 4 này. Và chúng ta sẽ, nếu chúng ta không muốn viết về khu Tràng An mà chúng ta muốn viết ở thành phố Hồ Chí Minh này, ở Huế, thì cũng có thể viết về đó nhá. Ví dụ như là ở Huế thì sẽ có cố đô Huế đúng không? Đó. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ có những cái khu du lịch, ví dụ như là khu Đầm Sen. Còn ở Bà Rịa Vũng Tàu thì có thể là đến thăm cái, hình như là có một cái nhà thờ mà có một cái tượng rất là to ấy. Đó thì cũng có thể viết về Bà Rịa Vũng Tàu, hoặc là viết lại về Vịnh Hạ Long ở phần đọc đúng không? Có rất là nhiều sự lựa chọn. Việt Nam thì cũng có rất là nhiều cái khu địa điểm để đi du lịch chúng ta có thể chọn, và ở đây thì cô đã chọn khu Tràng An. Và bài số 4 cũng đã là bài cuối cùng của phần Skills 2 ngày hôm nay. Cảm ơn chúng mình đã lắng nghe. Hãy tiếp tục ủng hộ với Jack bằng việc theo dõi các video tiếp theo nhé. Goodbye! Khóa học về Jack, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Jack.